gia. Người khác làm quan, dinh quy quê nhà, ai cũng vàng bạc đầy hòm đầy tủ. Còn lão gia, không những hai bàn tay trắng, mà còn mang theo nhiều điều oan ức. Con thực sự bất bình đó lão gia. Tiểu thuận tử, như vậy là con không hiểu ta rồi. Ta hôm nay trải qua thăng trầm dinh dục chốn quan trường, tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Đừng nhìn vào ta bây giờ không có gì cả, nhưng trong lòng của ta lại thanh thản nhẹ nhàng chưa từng có. Bây giờ không những không cảm thấy mất mát hơn thua, ngược lại trong tâm lại tràn đầy cảm giác giải thoát. Lão gia, điều này con thật sự không hiểu rồi. Chẳng lẽ lão gia không hối hận đã đến Triều Tiên? Chỉ chút nữa thì lão gia mất mạng, còn những người du quan lão gia, chẳng lẽ lão gia không oán trách họ? Tại sao ở trước mặt hoàng thượng lão gia không biện minh cho mình, mà phải mang những uẩn khúc này về quê nhà? Con thật sự buồn đó lão gia. Tiểu thuận tử, con buồn làm gì? Họ du quan cho ta thì họ tự nhận lấy quả báo, ta hoàn toàn không cần thiết phải trả thù họ. Nhiều sự việc trên cuộc đời không thể chỉ nhìn trên bề mặt hoặc nhất thời. Thật ra ta hoàn toàn không có gì phải hối hận từng đến Triều Tiên, và cũng không có trách những người đã du quan cho ta. Ta tin rằng luật nhân quả báo ứng rất công bằng. Chỉ cần ta không hổ thẹn với lòng mình, đúng hay sai, sớm muộn gì cũng có ngày rõ ràng với ánh sáng. Ông trời đã không cho ta chết, nghĩa là ta vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong. Lão gia, lão gia còn muốn làm việc gì nữa? Bắt đầu từ hôm nay, coi như ta lại một lần được sống. Không những ta phải tiếp tục làm việc thiện, còn phải ghi lại phương pháp làm sao thay đổi số mạng, dạy cho người đời hiểu, để cho mọi người đều biết lý lẽ này, để họ biết càng sớm càng tốt, thì họ sẽ hơn ta, không cần phải đi nhiều con đường ngoằn ngoèo như vậy. À lão gia, lão gia muốn như Uất tiên sinh mở một trường học. Ta không những phải mở trường giáo dục những lớp trẻ, ta còn muốn viết một cuốn sách. Tên sách ta cũng nghĩ ra rồi, gọi là Bốn lời dạy của Liễu Phàm. Liễu Phàm tứ huấn. Lão gia, bốn lời dạy nào vậy? Đầu tiên, ta cho người đời biết số mạng là điều có thể thay đổi được. Đây cũng chính là thuyết lập mạng. Ta còn phải để cho mọi người biết số mạng phải làm như thế nào mới thay đổi được, cũng chính là thay đổi thói quen xấu của bản thân mình. Đây là cách sám hối sửa lỗi, sau đó thông qua việc tích đức hành thiện và tích lũy công đức, hiểu rõ phương pháp tích thiện cho phận làm người. Cuối cùng để mọi người hiểu khiêm tốn đối với sự tiến bộ của một con người là điều không thể thiếu được. Con hiểu rồi chứ, Tiểu thuận tử? Lão gia, trước đây lão gia hành y trị bệnh để cứu người đời, bây giờ lão gia viết cuốn sách này là hành thiện trị tâm bệnh cứu thế nhân rồi. Cuối cùng thì con đã hiểu tại sao lão gia chịu nhiều oan uổng như vậy mà vẫn còn thanh thoát. Hiểu được như vậy là tốt, con hiểu vậy là tốt. Lão gia, Tiểu thuận tử, con có nghe thấy không? Đây là bài dân ca Lô Hư của quê hương chúng ta. Thuận tử à, cuối cùng chúng ta đã về đến quê nhà rồi. Về đến nhà rồi.
Tiếng hát ca gian gũi khai trường, bảy điều khuyên nhắc người thế gian, một khuyên người đời siêng làm thiện, tích đức kết duyên phước vẹn toàn, hai khuyên người đời luôn ghi nhớ, xưa nay trăm thiện hiếu đầu tiên, ba khuyên người đời chớ tham tiền, mưu tính không bằng trời tính đâu, bốn khuyên người đời đừng trộm cướp, vi phạm luật pháp khổ tù lao, năm khuyên người đời chớ dâm loạn, bại hoại gia phong lắm não phiền, sáu khuyên người đời đừng gian dối, nhân quả trả vay sẽ có ngày, bảy khuyên người đời đừng sát sanh, ta sống vật sống dù khác thân, Ahidia hi a, nơi nơi xứ xứ thật an bình. Vào năm 37 niên hiệu Vạn Lịch, Viên Hoàng an nhiên tạ thế tại phủ, hưởng thọ 74 tuổi, thọ hơn 21 năm so với lời bói toán của Khổng tiên sinh. Vào năm Thiên Khải đời Hy Tông, triều đình nhà Minh đã phúc tra và đánh giá lại sự nghiệp của Viên Hoàng tại chiến trường Triều Tiên. Cuối cùng mối quan ức đã được minh quan, hoàng đế hạ chỉ truy phong Viên Hoàng là Thượng Bảo Ti Thiếu Thanh. Vào năm 1737, tức năm thứ hai vua Càn Long đời nhà Thanh, đưa linh vị Viên Hoàng vào thờ tại Lục Hiền Từ thuộc nội viện thư phòng Ngụy Đường. Nạp Lan Thường An, tuần phủ tỉnh Triết Giang đã soạn bài Từ Đường Ký tán thán Viên Hoàng, huy kích am thủ, cửu tử bất hối. Cool.